Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay xin giới thiệu các bác một chiếc xe đua Uplands Impreza. Đây là một mẫu xe đua mới về tại cửa hàng em, sự cấu hình của Simonsora với tông màu đen chủ đạo rất là đẹp các bác nhé. Giờ sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là mẫu xe Uplands Impreza, tông màu chủ đạo tông màu đen. Với mẫu xe Uplands này thì trước đây em có về những chiếc xe dòng Touring, hôm nay em về một chiếc xe đua. Chữ Uplands và chữ Impreza nổi màu xanh trên khung xe các bác nhé, rất là nổi. Khung nhôm, hình thức chiếc xe đánh giá rất là mới. Hình thức còn rất tốt. Mình sẽ lướt qua nước sơn này. Chiếc xe rất thích hợp với các bác mà những đang đi tìm những chiếc xe tầm trung, cấu hình tốt. Cấu hình Simonsora các bác nhé. Cọc yên của Uplands nguyên zin theo xe. Yên cũng màu đen và màu xanh. Yên về thì có hơi bị sứt ở cạnh đây. Xe có về thêm một chiếc đệm yên bọc lên để êm mông các bác nhé. Các bác mua xe này sẽ tặng thêm một cái yên đệm mông. Cái bộ phanh ba mảnh của Bromax. Mayer của Shimano Clarit. Shimano các bác nhé. Củ đề của Shimano Sora. Đùi đĩa 3 tầng. Vâng, chiếc xe này được trang bị tận 3 tầng đĩa các bác nhé. Rất nhiều tốc độ các bác thay đổi của Shimano Sora. 3 tầng đĩa. Và cả đĩa của Sora luôn. 27 tốc độ các bác thay đổi. So với dòng xe đua thông thường thì chỉ có 2 đĩa, chiếc xe có 3 đĩa rất là đặc biệt. Càng áp len nguyên zin theo xe các bác nhé. Áp len các bác nhé, càng càng nhôm. Phía bên trên đây phốt và ghi đông của Uplands các bác nhé, nguyên zin theo xe. Chiếc U là biểu tượng của hãng. Xe được trang bị 9 tầng bộ tay lắp của Shimano Sora 9 tầng và 3 tầng bên đĩa cho xe 27 tốc độ. Đây là thông số vành lốp thôi nhé. Vành 700. Lốp là 23C các nhé. Lốp cơ bản của dòng xe đua. Và đây một số logo trên xe. Quay sát cho các bác xem. Vâng, bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao xay đứng của xe. Xe có size 49 các bác nhé. Và ngang là 50. Chiếc xe phù hợp các bác từ 1m63 đến 1m75 đi với chiếc xe này. Với 9 tầng lít.
và bộ chuyển động của Shimano Sora, phủ đề Sora lên lít. Xuống lít. Chuyển động rất tốt thôi nhé. Tiến tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano Sora. Nhiều đĩa hơn các loại xe đua thông thường. Gạt đĩa Sora lên đĩa. Rất tốt thôi nhé. Đánh quay rất là bon. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe đua Upland Impreza. Chiếc xe được trang bị cấu hình của Shimano Sora với 3 tầng đĩa các nhé, 27 tốc độ. Xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn tâm nhắn tin Zalo 0975 709943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe, lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại cửa em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.